Alright, ở video lần trước thì chúng ta đã tìm hiểu về Boss Sizing, chúng ta đã hiểu về Width này, về Height, về Border và cách viết rút gọn, tức là CSS Shorthand ha. Ở đây mình ghi thiếu CSS Shorthand để các bạn có thể search trên mạng. Thuộc tính padding chúng ta cũng học rồi, Border, Width, Height rồi, và chúng ta đã làm thêm thuộc tính là Boss Sizing, Border Box cho sao, tức là toàn bộ selector để chúng ta hiển thị code ra kích thước chính xác ha. Rồi ở đây mình sẽ mở lại cái giao diện. Ở video này thì chúng ta sẽ học về thuộc tính là margin ha, margin. Và margin sẽ sử dụng trong trường hợp nào? Padding thì mình giải thích cho các bạn rồi đúng không? Ở đây thì chúng ta sẽ có margin. Margin á thì các bạn sẽ hiểu cho mình như thế này ha. Khi chúng ta dùng padding, border và width hay đúng không? Thì nó sẽ nằm, tức là nó sẽ nằm trong cái box sizing của cái khối đó. Tức là đều là phần tử của cái khối đó. Ví dụ ha, mình sẽ ví dụ cái này á, là cái chữ Thái Lan đúng không? Thì ở ngoài giao diện chúng ta có chữ Thái Lan ở đây là tua gạch title đó, thì các bạn sẽ thấy nó như thế này. Thì các bạn sẽ để ý ha, bây giờ mình code cho nó ví dụ chấm tua gạch title, mình code cho nó là padding left và right không có, mình sẽ code cho nó là padding bottom thôi. Các bạn để ý nè, cái chữ này đúng không? Cái chữ này xuống như này thì các bạn đó, giữ Alt ha, Alt còn trên MacBook là Option đó, thì các bạn sẽ có khoảng trống đó là 10 đó. Thì cái 10 ở đây đã sử dụng margin hay là sử dụng padding ha, thì chúng ta phải hiểu margin đó là khoảng cách giữa khối này và khối khác, nó không liên quan đến kích thước của cái phần tử đó. Thì các bạn sẽ xem trường hợp này, à khoảng trống này là như thế nào. Thì khoảng trống này á là khoảng cách giữa thằng này và thằng này, thì chúng ta sẽ sử dụng margin hay là padding. Thì mình sẽ nói về padding trước nhé. Đầu tiên á, mình sẽ code cho nó một cái background color là red để cho các bạn dễ nhìn. Thì các bạn sẽ thấy ngay nó sẽ full ra như thế này. Tại sao nó lại full? Bởi vì thẻ H2 á là thẻ block ha, cho nên nó sẽ có độ rộng full phần tử chứa nó. Đó. Thì tại sao nó không full ở đây? Bởi vì đang rơi padding ha, padding của cái bên ngoài. Tức là cái tua gạch content á, nó bên ngoài nó bóp vô rồi. Đó, các bạn sẽ để ý ha, chúng ta bấm chuột phải inspect này. Đó, thì cái tua cái content nó đã padding này, nó là một cái màu xanh lá lợt này, nó bóp vào rồi, cho nên là cái H2 ấy, lúc này nó chỉ nằm ở bên, xin lỗi các bạn, cái H3 nó chỉ nằm ở bên trong này thôi, tức là từ đây qua tới đây thôi rồi ha. Thì khi mà cho nó là background màu đỏ thì các bạn sẽ thấy nó bao lại hết như thế này, và nó sẽ cắt thằng này là 10 pixel đúng không, 10 pixel giữ Alt nhé, thì nó sẽ hiện lên con số như thế này. Rồi 10 pixel này nếu mà chúng ta có padding ha, các bạn nhớ padding và border thì nó sẽ liên quan đến box sizing, tức là kích thước của cái phần tử đó. Thì nếu mà mình code padding 10 pixel ha, mình sẽ code là padding bottom, tức là phía dưới thôi, thì mình sẽ có là padding bottom là 10 pixel. Thì lúc này các bạn sẽ thấy là cái màu đỏ nó cũng to ra tới đây luôn, tại vì padding, border, width height thì nó liên quan đến kích thước của box sizing đúng không? Thì lúc này cái padding 10 pixel này nó sẽ nằm ở đây này. Đó, nó sẽ làm cho cái thẻ H3 có class là tua title có chiều cao lớn lên là 55, còn ban đầu của nó chiều cao của nó các bạn thấy không là 45, để ý cho mình ha, 45. Khi mình thêm padding bottom là 10 pixel thì 45 cộng cho 10 sẽ là 55 ha. Thì có thể lúc này các bạn sẽ nghĩ ở video trước vậy là box sizing là nó đã bao gồm padding rồi mà. Đó là khi chúng ta set width và height cố định. Còn ở đây chúng ta không hề set width và height cố định, chúng ta để auto. Cho nên là nó sẽ có là tự động, và lúc đầu á, là 45 cộng thêm padding bottom 10 pixel nữa là sẽ là 55 như thế này. Thì chúng ta phải hiểu tường tận vấn đề như vậy ha. Nhưng ở trong giao diện đó các bạn thấy á, là nó chỉ tới đây thôi, và cái khoảng cách chỗ này là 10 pixel đó, không phải là cái chiều, tức là không phải tăng lên chiều cao của nó. Thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng margin ha. Margin có nghĩa là khoảng trống giữa phần tử này và phần tử khác, không ảnh hưởng đến chiều cao ha. Thì lúc này ha, mình thay vì sử dụng padding bottom với pixel thì mình sẽ sửa thành là margin. Cách viết rút gọn của padding và margin đều giống nhau, tức là ở trên này các bạn xem như thế nào thì ở dưới này margin nó cũng tương tự như vậy. Cách hoạt động nó khác nhau nhưng mà cách viết rút gọn là giống nhau, cho nên mình sẽ không viết lại ha, các bạn làm tương tự như trên này. Thì lúc này các bạn sẽ thấy chiều cao của nó vẫn là 45 thôi, và các bạn sẽ thấy cái màu cam cam ở đây, cái màu cam cam ở đó đó chính là margin. Thì các bạn bấm vào computed thì các bạn sẽ thấy margin 10 pixel chỗ này đó. Rồi bây giờ từ chỗ này ha, cái này xuống đây là margin hay là padding, các bạn đoán thử xem. Rồi nếu các bạn đoán đó là margin thì xin chúc mừng các bạn đã hiểu rồi đó. Thì cái chỗ này là một cái đống khúc này đúng không, thì chúng ta code trong HTML nó là cái gì,
nó là tour gạch rating đúng không? Đó, bấm cho này collab lại này ha. Đó, là tour gạch rating. Đó, thì chúng ta sẽ có tiếp tour gạch rating margin bottom. Các bạn thể viết rút gọn ha. Xin lỗi các bạn, viết nhanh ở trong Visual Code MS á, gọi là MB20. Đó, thì nó sẽ là margin bottom 20. Còn nếu thời gian đầu á, chưa biết cách viết như vậy á, cứ tập gõ cho quen để mau nhớ, là margin gạch bottom 20 pixel. Đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ có khoảng trống là 20 pixel. Còn cái dưới này là padding rồi, cho nên là chúng ta không cần phải làm nữa. Thì lúc này nó sẽ nằm ở đây. Thì tại sao nó lại tràn ra như vậy? Bởi vì chúng ta đang set chiều cao cố định ha. Chúng ta đang set chiều cao cố định. Thì chúng ta set chiều cao cố định nó sẽ không tốt, bởi vì sau này chữ có thể dài ra, nội dung có thể nhiều thêm. Cho nên khi chúng ta set chiều cao cố định cho cái khối này ha, cái khối là card này là 420 thì nó sẽ không ổn. Cho nên lúc này á, chúng ta sẽ quay lại cái code ban đầu của chúng ta ha. Chúng ta sẽ không code hay cố định nữa, mà chúng ta sẽ để tách nó đi. Khi chúng ta tách nó đi thì nó sẽ có giá trị là auto ha. Hay là auto, tức là nó sẽ tự động linh hoạt vào nội dung của nó. Tức là nội dung bên trong nó sẽ ít nhiều thì nó sẽ cao lên hoặc là ngắn lại, kiểu như vậy ha. Thì mình sẽ để là hay auto. Đây thì các bạn sẽ thấy ở đây, nó sẽ được như thế này, mà sẽ không bị tràn, cái chữ khi này không bị tràn ra ngoài nữa. Rồi, các bạn sẽ để đây ha. Thì lúc này các bạn thấy cái tua là chiều cao của nó là 449 rồi, chứ không phải là 440 nữa. Đó. Rồi cái này không phải là màu đỏ, cho nên mình sẽ xóa nó đi ha, tại vì mình giải thích cho các bạn thôi. Rồi margin bottom là 10 pixel là đúng rồi đúng không? Thì chúng ta xem là cái màu chữ. À, cái màu chữ là gì? Thì các bạn bấm vào đây này. Sau đó các bạn bấm vào inspect. Bấm vào đây mình chỉ cho các bạn ha, bấm command và bấm vào đây thì nó sẽ chọn chính xác cái này, hoặc là bạn chọn bên trái cũng được. Rồi bấm vào inspect và kéo xuống để xem à, có color này. Thì các bạn bấm vào đây ha, nó sẽ tự động copy cái mã màu. Đó. Sau đó mình sẽ cho nó vào đây. Color dán vào. Đó, thì lúc này cái chữ chúng ta nó sẽ có cái màu là 23262F. Chúng ta được kết quả như thế này. Đó, tương tự cái chỗ này cũng vậy luôn. À, cái này nó khác này. À, cái chỗ này là 3B đúng không? Chỗ này 3B, tức là chỗ này và chỗ này khác chữ trên này, thì chúng ta sẽ có là màu này ha. Thì chỗ này á, là 4.812 review, thì xem class nó là gì. À, tour review gạch count đúng không? Thì chúng ta sẽ code tour gạch review gạch count color. Đó, thì các bạn sẽ thấy một vấn đề ở đây, đó chính là cái tour gạch duration này và cái tour gạch review gạch count này nó đều cùng một mã màu. Thì quay lại kiến thức chúng ta đã học về selector, thì chúng ta có thể biết là nhiều selector với nhau, selector phẩy selector. Đó, thì áp dụng tương tự vào chỗ này. Thì class là tour review gạch count có mã màu là như thế này, và tour gạch duration cũng có mã màu như vậy. À, chúng ta sẽ phẩy, đó thế là selector, selector này phẩy selector khác, thì hai cái class này đó nó sẽ có màu là 353945. Thì chúng ta ra đây thì chúng ta sẽ thấy như vậy ha. Các bạn có thể check bằng cách dùng visbook ha, bấm vào đây và bấm vào cái info này, nó sẽ ra được cái mã màu cho chúng ta. Đó, đây ha, đó rất là xịn sò. Rồi thẻ A thì nó sẽ lấy theo của trình duyệt, cho nên là chúng ta sẽ thấy nó ở đây nó sẽ là màu tím chứ không phải là màu chữ, mặc dù chúng ta đã set ở body rồi. À, chúng ta đã set ở body rồi. Rồi ở đây các bạn sẽ thấy này, chữ này màu gì? Chữ này màu trắng, mà font size này các bạn thấy không? Font size là 14 và font weight là 500. Đó là kích thước chữ. Cái này là tua gì đây? Tua gạch button đúng không? Mình sẽ code cho nó. Tua gạch button. Rồi, font size là 14, đó, tức là kích thước chữ là 14 pixel. Font weight á, đó, font weight là 500, tức là độ đậm nhạt của nó là 500. Đó, chữ của nó sẽ là màu trắng, đó, là white hoặc là FFF cũng được. Lúc này chúng ta sẽ không thấy nó bởi vì nó là màu trắng ha. Rồi. Nó sẽ có các bạn này, các bạn để nha, khi mình bấm vào đây này ha. Rồi mình bấm Alt thì các bạn sẽ 89 17 17 đó. Thì có thể nó không đều cho lắm, cho nên chúng ta sẽ cho nó bằng nhau là 89 thì nó cũng ngang xem nhau, thì chúng ta sẽ code là padding top bottom là 8 và padding left và right là 16 ha. Thì chúng ta sẽ có là padding top bottom đúng không? Thì bằng nhau thì mình sẽ code là 222 giá trị 8 pixel này, đó là top bottom, right left là 17 pixel. Đó. Lúc này chúng ta vẫn chưa thấy bởi vì cái chữ màu trắng trùng với màu nền. Đó là màu nền của cái tua. Đó, thì chúng ta bấm vào cái bên ngoài này. Đó, bấm vào inspect thì nó sẽ có một cái màu là đây 3B71FF, chúng ta bấm vào copy. Và đó chính là màu nền. Màu nền thì chúng ta sẽ dùng thuật chữ là background color dán vào.
Lúc này á thì chúng ta sẽ được kết quả như thế này, nhưng mà cái chữ này á, là thẻ link, thẻ A. Thẻ A thì nó sẽ có một cái gạch dưới, cái gạch dưới này trong tiếng Anh đó nó gọi là tag decoration ha. Tag decoration đó là gạch dưới ha, gạch dưới của thẻ A. Đó là mặc định nha, nó là thuộc tính thì các bạn có thể code cho nó, cho những cái thẻ khác vẫn được, không nhất thiết phải là thẻ A. Tag decoration thì nó sẽ có các giá trị như là none ha, none này, underline là overline thì phải, mình nhớ không nhầm là vậy. Rồi mình sẽ code cho nó là test, các bạn gọi test decoration đó thì nó sẽ có là nó sẽ có rất là nhiều ha. Đây nó sẽ gửi cho mình những cái này ấy, là những cái extension mình đã chỉ cho các bạn cài đặt rồi và cài đặt thiết lập Visual Code rồi, thì nó sẽ hiện ra là đây. Thì ở đây mình sẽ dập mặc định của nó là underline ha, thì mình sẽ chọn vào là none đi. None có nghĩa là không có gì hết, chỗ này không phải overline ở đúng rồi, light true đó là những cái hay gặp ha, xin lỗi các bạn mình đã nhầm. None có nghĩa là không có gì cả, underline là gạch dưới, overline là gạch trên đầu, còn light true là gạch ngang ha. Giống như khi mà những làm những cái giá mà bị giảm á, các bạn mua khóa học của mình các bạn thấy giá nó bị gạch ngang đó, rồi đó gọi là light true ha. Đây mình sẽ để nó vào thuộc tính đó. Có các giá trị này là hay dùng thôi, còn rất là nhiều giá trị khác. Thì lúc này các bạn sẽ thấy nó không còn gạch dưới nữa. Rồi các bạn sẽ thấy đây nó có bo góc, bo góc thì chúng ta đã học rồi, vì sử dụng border radius. Mình dạy cho ta, hình như là chưa hả, chưa mình chưa có dạy cho các bạn về border radius đúng không? Ok, giờ mình sẽ dạy cho các bạn ha. Border radius tức là độ bo góc ha, của khối, càng lớn thì càng bo góc. Nếu ha, nếu hình vuông mà có bo góc lớn ha, bo góc tức là border radius lớn thì sẽ tạo ra hình tròn. Còn nếu là hình chữ nhật có bo góc lớn ha, thì sẽ tạo ra hình ellipse. Ellipse. Đã thích. Rồi border radius á, thì chúng ta sẽ có là cũng rất là nhiều ở trong đó ha. Nó cũng sẽ có là border gạch top gạch left gạch radius này, border gạch top gạch right gạch radius này, tức là cách viết lẻ ha, border gạch bottom gạch left gạch radius, border gạch bottom gạch right gạch radius, tức là cách viết lẻ đó. Còn viết rút gọn thì chúng ta sẽ viết là border radius thôi. Rồi thì border radius là độ bo góc ha, thì chúng ta sẽ bấm vào đây này, thì chúng ta sẽ bấm vào inspect và chúng ta sẽ xem của nó ở đây là border radius 8 pixel, có nghĩa là bốn góc đều là 8 pixel ha. Rồi top left là sao? Top left tức là phía trên bên trái là đây này, góc này này, góc này để con chuột mình nha. Rồi top right là bên này đó, bottom left là bên này và bottom right là bên này đó. Ví dụ ha, mình sẽ code cho các bạn xem. Ví dụ mình code là border radius top left ha, top left dạng sử mình code 1 pixel, top right mình code 4 pixel, rồi 8 pixel, 10 pixel. Đó, thì các bạn sẽ ra ngoài các bạn sẽ thấy này. Đó, 1 này, 2 này, 4 này, 1 2 8 này, 10 này ha, theo thứ tự 1 đây qua đây xuống đây qua đây. Đó, có thể bấm vào này. Bấm vào inspect ha, chúng ta sẽ xem nó. Rồi, ở bên này á thì chúng ta có thể sửa. Sửa đây để chúng ta xem thử là nó nằm ở góc nào. Ví dụ đây này các bạn thấy không? Đó là góc bên trái này. Được chưa? Rồi tiếp tục này. Đó, phía trên bên phải này, thấy không? Thấy nó chuyển động ở bên cái button không? Rồi. Cái này là phía dưới bên phải này, cái là bottom right. Còn cái này á, đó là bottom left. Nó theo tự nha, tức là bốn góc 1, 2, 3, 4. Nhưng mà đây á, thì chúng ta thấy ở trong thiết kế là 8 pixel, thì chúng ta sẽ dùng 8 cho nó đúng ha. Đó. 8 pixel đây này. Thì chúng ta sẽ có là bo góc 8 pixel. Rồi, đây chúng ta sẽ bấm vào cái chữ này á, là font size 14 và light hay là 17. Ok, vậy like hay là cái gì? Thì mình sẽ nói cho các bạn luôn. Like hay. Like hay tức là giống kiểu là khoảng cách giữa các dòng chữ ha.
Rồi, nói vậy thì hơi khó hiểu, mình sẽ demo cho các bạn xem. Mình sẽ có một cái, ví dụ mình có một cái thẻ P ở đây đi ha, mình sẽ có một cái thẻ P có chữ Lorem. Lorem ha. Thì các bạn sẽ thấy á là cái chữ này á, bấm vào đây ha và bấm vào computed thì chúng ta sẽ thấy là font size của nó là font size của nó, nếu mà các bạn không thấy ở đây á, có nghĩa là mặc định có nghĩa là 16 ha, 16. Các bạn rê nó vào đây, các bạn sẽ thấy chữ cái nó là 39 đúng không? 39. Đây là do margin đâu rồi. Nó có hai dòng. Font size 16 ở body. Body để mình xem. Ok, font size 16, font quay 500 đúng không? Thì chiều cao của nó là 39. Rồi, mình sẽ code cho nó này ha, mình sẽ code cái thẻ P đó. Mình sẽ code cho nó là like hay là một đi. Like hay là một. Thì lúc này á, các bạn sẽ thấy chiều cao của nó là 32 ha, 32. Thì tại sao là 32? Font size của chúng ta là 16 và đây chúng ta có bao nhiêu chữ? Xin lỗi các bạn, có bao nhiêu dòng? Có hai dòng. Thì lấy 16 nhân cho 2 sẽ là 32. Tại sao khi nãy nó ra 39? Bởi vì khi nãy là nó sẽ lấy hay mặc định. Đó, lấy hay mặc định. Ở trong này này hình như nó lấy cái hay của agent type á. Mình không biết là bao nhiêu thì nó ra 39. Thì lúc này á mình set lại là lay hay là 1. Lay hay là 1 có nghĩa là mình set về chiều cao ha, tức là 1. Thì lúc này nó sẽ lấy là các bạn ha, điều chiều cao của cái chữ này thì nó sẽ lấy số dòng nhân cho font size nhân cho lay hay. Thì số dòng của mình là 2, 2 nhân cho 16 nhân cho 1 thì nó sẽ là 32. Nhưng nếu mình tăng lay hay lên là 2 đó, thì các bạn sẽ thấy chiều cao của nó sẽ lên là 64. Và lúc này các bạn sẽ thấy này, khoảng cách này đây, đây chính là cái khoảng cách giữa các dòng này. Đó là giữa dòng này và dòng này. Đó, thấy không? Cái khoảng trống nó lớn hơn này. Nếu mình tăng lay hay lên 3 thì nó lại lớn hơn nữa. Đó. Đây ha, đó. Rồi. Đó là khoảng cách giữa các dòng chữ. Thì khi mà các bạn code cho nó lay hay ấy, thì cái chiều cao của nó sẽ cao lên. Thì các bạn sẽ thấy ở đây này, cái button của chúng ta không? Là chiều cao của nó là 33 đúng không? Ở đây chúng ta bấm vào đây xem chiều cao nó bao nhiêu. Chiều cao nó 34 này. Rồi font size của nó là 16 đúng không? Lay hay của nó ở đây nó không có đúng không? Thì trong cái thiết kế chúng ta thấy ấy, là cái chữ này ha, bấm vào cái chữ này thì nó sẽ có là lay hay là 17. Thì chúng ta sẽ code cho nó là lay hay 17 cái số như thế này. Rồi. Đây thì các bạn sẽ thấy mình sẽ được kết quả như thế này ha. Lay hay là 17, font size 14, lay hay 17 pixel. Đó. Rồi thì các bạn đừng quan tâm quá về cái vấn đề chiều cao đó ha. Mình chỉ ví dụ thôi. Sau này khi các bạn đi làm sử dụng Figma thì nó sẽ có những cái số như thế này. Và các bạn sẽ thấy khi chúng ta sử dụng 17 pixel thì nó ok trong trường hợp này, nhưng mà sau này lỡ cái chữ xuống, sau này chúng ta làm responsive thì cái chữ xuống dưới điện thoại nó có thể nhỏ hơn hoặc là lên màn hình bự nó sẽ to hơn. Thì giả sử nó lên 20 đi thì lúc này lên 27 thì nó sẽ rất là nhỏ, hay nó nhỏ hơn 20 font size. Thì lúc này á thì font size là 20, 17 chia 20 thì nó sẽ rất là nhỏ, thấy không? Rồi, còn đây á là 17 chia 14 thì nó sẽ ra một con số lớn đó. Có nghĩa là một chấm mấy hay một chấm không mấy gì đó thì nó sẽ ok. Tại vì lay hay nhỏ thì nó sẽ bóp cái chữ lại, bóp cái chiều cao lại. Cho nên lúc này mình sẽ lấy 17 chia cho 14 ha. 17 chia cho 14. Nhưng mà ở đây chúng ta chưa có học về hàm calculate ha, chưa học về hàm calculate. Cho nên tạm thời chúng ta sẽ sử dụng lay hay 17 cái đã. Rồi từ từ những cái tip đó mình sẽ chỉ cho các bạn tiếp ha. Rồi, mình vừa giải thích xong các bạn khoảng cách giữa các dòng chữ là 17 pixel. Thì lúc này các bạn sẽ thấy chúng ta có một cái button rất là đẹp và khá là giống cái thiết kế rồi. À, xịn sò con bò. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ học về margin chúng ta đã làm rồi đúng không? Margin chúng ta đã làm rồi. Chúng ta sẽ học về cái gì? Các bạn sẽ thấy ở đây này, cái chữ này á, cái chữ cruise nó cũng rớt xuống đây rồi đúng không? Cái chữ này là phong quay là 500, phong quay là 500. Chỗ này là phong quay 500 đúng không? Ta sao nhìn nó đậm quá nhỉ? Ồ, chỗ này phong quay 700 là sai rồi. Tại sao lại là 700? Bởi vì nó lấy theo mặc định của trình duyệt là H3, là phong quay của nó là in đậm này. Thế này các bạn thấy không? User agent style của thẻ H3 là phong quay của nó là bold. Đó, các bạn sẽ thấy như vậy. Thì chúng ta có thể code vào cho cái body. À, body chúng ta code 500 rồi.
nhưng mà H3 nó vẫn không có lấy theo cái này. Thì lúc này chúng ta sẽ code cho nó. Thì chúng ta code là tour gạch title đúng không? Phong quay của nó là 500 thì chúng ta sẽ code vào là phong quay. Sau này có nhiều cách khác nữa nhưng mà mình sẽ nói những cái cơ bản trước đã. Chúng ta cần thực hành những cái mà chúng ta cần thực hành những cái mà chúng ta mới học để chúng ta nhớ, thì các bạn sẽ thấy cái chữ nó mỏng hơn và nó giống thiết kế hơn rồi. Thì lúc này chúng ta sẽ gặp một vấn đề, đó chính là làm sao để những cái này nằm trên một hàng với nhau. À, nằm trên một hàng với nhau ha. Thì chúng ta đã học về thuộc tính là display. Display học chưa ta? Nốt vào đây. Display chưa có học đúng không? Display thì nó sẽ có là, chúng ta đã biết về thẻ inline và thẻ block đúng không? Thẻ block á là nó sẽ nằm full, còn inline á là khi những thẻ inline ha, bữa mình có nói là thẻ inline cho mình chưa có nói kỹ. Tức là để mình sẽ nốt tiếp như này. Tức là khi ha, khi những thẻ inline nằm cạnh nhau thì nó sẽ nằm trên một hàng. Ngược lại ha, những thẻ block á thì nó sẽ tạo ra hàng mới ha. Ví dụ các bạn sẽ thấy ở đây, ví dụ mình code thẻ p đi, p lorem ha. Đó, và mình sẽ code một cái p lorem nữa, nhưng mà mình code chữ ngắn thôi để cho các bạn thấy rõ được cái vấn đề đây ha. Rồi thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ tạo thành hai dòng, bởi vì thẻ p là thẻ block thì nó sẽ tạo thành hai dòng như thế này, các bạn thấy chưa, đó là thẻ block. Còn nếu mà mình sửa lại thành thẻ span á, span này thì lúc này nó sẽ nằm trên một hàng với nhau như thế này đó, tức là nằm cạnh nhau ha. Đó, thẻ xin lỗi các bạn, thẻ inline. Thì chúng ta phải hiểu về cái vấn đề đó rồi. Thì khi chúng ta hiểu về cái vấn đề đó rồi thì chúng ta sẽ học cái thuộc tính là display. Display á, thì trong đó nó có những cái giá trị nào. Display thì nó sẽ có rất là nhiều. Display block, display inline, inline block hidden. Mình viết nhầm ha. Display none, display flash và display grid là những cái thông dụng. Thì trong từng cái này nó lại có cách hoạt động khác nhau nữa. Rồi block, display block á thì nó sẽ biến thì nói chung là cái class hoặc là cái selector của chúng ta thành thẻ block ha. Nó sẽ là cái kia đó, tương tự cho cái này inline block á thì nó sẽ khác như thế nào với block và inline. Block thì biến thành thẻ block thì block hay là chúng ta thấy là nó sẽ nằm full ra luôn đúng không, và nó sẽ tạo thành hàng mới. Inline thì nó sẽ nằm trên một hàng. Còn inline block á thì nó là sự kết hợp giữa block và inline ha. Rồi mình sẽ ghi thêm là sự kết hợp giữa inline và block, tức là khi ha, khi các selector ha, khi các selector hoặc là các thẻ đi ha, tại vì thẻ cũng dùng class mà, có thuộc tính ha, inline block thì nó sẽ kế thừa đặc tính của inline, tức là nằm cạnh nhau thì sẽ nằm trên một hàng, tức là nó kế thừa từ cái inline đó. Có độ rộng ha, độ rộng bằng nội dung mà nó chứa ha. Nó giống inline đó, tức là có độ rộng bằng nội dung mà nó chứa. Các bạn thấy khi nãy mình dùng thẻ span không, thì nó sẽ rất là ngắn, tức là bằng với cái chữ thôi, chứ nó không có dài ra giống thẻ p, tại vì thẻ p là thẻ block đó. Rồi không bị ha, không bị hạn chế select. Inline á là biến thành thẻ inline ha. Thẻ inline thì nó sẽ bị ha, sẽ bị hạn chế và thuộc tính CSS liên quan tới box sizing, như là padding ha, như mình nhớ không lầm là padding top bottom thì phải, padding top padding bottom. Rồi thì mình sẽ demo cho các bạn xem ha. Ví dụ mình code là tour title đi ha, mình sẽ code cho nó là display ha,
là inline, tại vì mặc định nó là display block rồi cho nên mình không cần phải code block làm gì cả. Rồi mình code display inline thì lúc này các bạn sẽ thấy không có kết quả gì thay đổi đúng không? Nhưng các bạn sẽ thấy cái gì xảy ra đây không? Các bạn sẽ thấy là cái title này mình có sử dụng margin mà tại sao nó không chạy? Đó, thì nó bị hạn chế ha. Margin rồi padding top padding bottom. Margin top margin bottom. Đó, mình sử dụng display line lúc này margin bottom nó không còn tác dụng nữa. PB10 thử ha, padding 10 xem có chạy không. À, padding bottom 10 pixel cũng không chạy lúc này. Mặc dù nó có hiện ra nhưng mà nó không có đẩy cái này xuống. Nhưng mà nếu mình bỏ này, có thể các bạn sẽ thấy ha. Ủa các bạn thấy, ủa anh ơi, bạn ơi mình dùng được mà, này mình thấy cái màu xanh lá này, nhưng mà các bạn thấy không, nó đâu có đẩy cái khối này xuống đâu. Nó không hề đẩy cái khối tool rating này xuống, các bạn nhìn kỹ nha, nó không hề đẩy. Nhưng khi mình bỏ cái inline ra thì nó sẽ đẩy xuống. Thì đó là lý do mà mình nói nó bị hạn chế một vài thuộc tính CSS, cho nên là cân nhắc khi sử dụng ha. Thường á, thì nó không phải không được sử dụng đâu, nó thường sử dụng trong những cái đoạn chữ, đặc biệt là thẻ A. Ví dụ các bạn vào blog của mình, các bạn đọc một bài viết, một bài viết bất kỳ ha, một bài viết bất kỳ. Rồi để xem coi trong này nó có. À, bài này không có đâu. Bài này có hay không đây? Đây, thì các bạn sẽ thấy nha. Đây nè, thấy chưa? Thì cái chỗ này nè, cái chỗ này là thẻ A và nó là inline. Thì lúc này á, nó chỉ cần là sử dụng màu sắc thôi, đó là color purple thôi, không có sử dụng margin padding gì cả, bởi vì nó cần nằm, nó cần nằm trên một dòng với cái chữ này. À, thì các bạn sẽ thấy ở đây là thẻ thẻ P nó sẽ bọc thẻ A lại, thẻ P này, thẻ P là thẻ block đúng không? Thì những cái chữ này này, những cái chữ người ta gọi là thăng test này, các bạn thấy nó hiển thị thăng test trên này này. Đó, thì đó là inline, cho nên là cái chữ này nó cũng là inline. Cái thẻ A này cũng là inline cho nên nó nằm chữ cùng bạn tại đây được. Chứ nếu mà nó là block thì nó sẽ toang ngay lập tức, ví dụ mình code display block thì nó sẽ rớt xuống hàng ngay và lúc này nó sẽ không đúng với kết quả mà chúng ta muốn. Đó, thì đây là thực tế để cho các bạn hiểu việc đó. Là inline ha. Đó, display block thì nó sẽ ok để hoạt động đúng. Còn nếu mà chúng ta code là display inline block, inline block thì nó vẫn hoạt động ok thôi. Nó vẫn hoạt động ok, padding được, margin được, luôn mọi thứ được. Nhưng mà nếu mà hai cái display inline block nằm với nhau, ví dụ mình code tool rating này, mình code cho nó display inline block nữa, có thể nó sẽ nằm trên một hàng với thằng này. Nhưng mà vấn đề ở đây là do thằng này nó full rồi nên là nó không có nằm trên được, nó bị rớt xuống. Và lúc này các bạn sẽ thấy không? Nó sẽ nằm cùng cấp với lại cái button này. Tại sao nó lại nằm cùng cấp? Bởi vì button thẻ A này, đúng không? Đó, thì chúng ta đã chưa có cái gì cả ở đây rồi đúng không? Thì chúng ta sẽ code cho nó giả sử là display block. Block thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ full xuống như thế này. Rồi mình sẽ code display inline. Inline á, thì inline nó sẽ nằm lên trên như thế này, các bạn thấy không? Tại vì mặc định nó là inline thì nó sẽ nằm lên trên như thế này và nó sẽ nằm cùng hàng với lại thằng tool rating này luôn, bởi vì tool rating mình đang code là inline block. Đó, cho nên là nó cái thẻ A này gọi là inline, cho nên là nó sẽ nằm trong một hàng. Đó. Nhưng mà mình không muốn là thằng này ấy thì mình sẽ có thể code cho nó inline block thử. Đó, inline block nó cũng vậy luôn, nó cũng nằm trong một hàng luôn. Cái thẻ A nó hơi đặc biệt một chút, khi mà các bạn không code display inline block á mà các bạn để mặc định inline á, xin lỗi các bạn, inline á thì cái padding á các bạn thấy là các bạn vẫn dùng được này. Nó hay không? Nó vẫn dùng được như thường ha. Nhưng mà đôi khi có một vài trường hợp nó sẽ bị lỗi nha. Nói chung xui xui dính thôi. Đó. Khi sử dụng margin rồi đó các kiểu. Cho nên là đôi khi các bạn muốn sử dụng margin chỗ này, có khi nó không chạy được. Cho nên tốt nhất á, là các bạn code ra cái mà các bạn muốn. Thì ở đây ha, các bạn code như vậy thì nó sẽ toang ngay ha, toang cái giao diện chúng ta ngay. Đó, mình rút lại. Đó. Thì lúc này chúng ta biết à, đây là nó full, thì sẽ cho nó là block. Rồi mình sẽ code lại. Block là mặc định rồi, mình không cần code nữa. Tức là mặc định nó là giá trị như vậy thì chúng ta không cần phải code ha, nhưng nó sẽ dư thừa. Rồi dư thừa bỏ. Rồi chúng ta sẽ xem tiếp là cái chữ này. Đó, thì các bạn sẽ thấy này, inspect thì font size của nó là 18 và layout của nó là 28 này. Thì chúng ta sẽ cần code cho nó ha. Rồi font size 18 pixel và layout là 28 pixel. Khi nào mình nói các bạn là lấy layout chia font size để ra tỷ lệ. Tại sao? Khi chúng ta ra tỷ lệ giả sử 1.5 đi hay là 1.7 thì sau này font size chúng ta tăng lên hay giảm xuống thì nó vẫn theo tỷ lệ và chúng ta không cần phải tính lại. Ví dụ font size nhỏ quá thì mà layout lớn quá thì lúc này khoảng cách nó sẽ rất là to. Hoặc là font size to quá mà layout nhỏ quá thì lúc này khoảng cách nó sẽ rất là ngắn. Cho nên chúng ta sẽ lấy layout chia cho font size. Thì mình sẽ lấy 28 chia cho 18.
thì chúng ta sẽ có kết quả là 1.556. Thì thay vì code lay hay 28 thì chúng ta sẽ code là lay hay 1.556, ví dụ như vậy. À, thì hai đoạn code này trùng thì chúng ta phải bỏ đi một cái. Thì lúc này sau này font size nó lớn lên hoặc là nhỏ đi thì nó vẫn theo tỷ lệ là 1.556. Thì chúng ta sẽ được kết quả như thế này. À, tour này font size 18. Đó, lay hay 1.556. Rồi. Chúng ta sẽ được kết quả như thế này. Tour button đúng không? Thì chỗ này thầy A. Mình sẽ cố cho nó là display inline block nhé. Display inline block. Các bạn nên tự gõ nha, display inline block. Thì lúc này mình sẽ được kết quả như thế này. Rồi chỗ này thì chúng ta sẽ có là cái này đúng không? Trong cái này chúng ta sẽ thấy là nó nằm trên một hàng và ngăn cách nhau như thế này thành hai khối. Đúng không? Chỗ này chúng ta code HTML của nó là tour rating. Tour rating và bên trái là tour review và bên phải là cái gì? Bên phải là tour gạch duration. Thì làm sao để cho tụi nó nằm trên một hàng được như vậy? Và canh chỉnh với nhau đơn giản như vậy hay ra đẹp như thế này thì chúng ta sẽ sử dụng thuộc tính là display và giá trị sẽ là flex ha. Flex hiện tại dùng rất là nhiều. Display none có nghĩa là ẩn luôn. Ví dụ ha. Cái button này đúng không? Mình không dùng display là block mà mình sử dụng display none. None có nghĩa là nó sẽ ẩn đi luôn, mất luôn á. Tức là trong HTML nó vẫn thấy nha, tức là mình bấm F12 lên thì nó vẫn có ha. Nhưng mà mình không thấy được, không thấy và không bấm vào được, tức là display none. Đó, các bạn hiểu cho mình là như vậy là được rồi. Đó, display none ha. Không thấy ha. Không sợ được. Không nhấn được mới đúng chứ ha. Đó. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về thằng flex và flex nó sẽ rất là nhiều. À, mình sẽ ghi là dùng rất nhiều hiện nay ha. Hiện nay nếu master được nó thì code layout vô tư để cho nó vui nhé, để những cái code kiểu như này cho nó vui đấy, hoặc là để mặt cười đi, code layout vô tư. Và flex là cái gì và dùng nó như thế nào, làm sao để master nó thì mình sẽ chỉ cho các bạn ở video tới nha, bởi vì video này rất là dài rồi.